Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với lại chuỗi các chữ cái trong bảng chữ cái mà chúng ta đang thực hiện tô màu nha. Và nhận diện nữa. Và chữ hôm nay đó là chữ cái K. Chữ cái K chúng ta sẽ cùng nhau tìm chữ cái K trong các cụm từ khinh khí cầu, cái kèn, con khỉ. Và sau đó sẽ tô chữ cái K này, chữ cái K rỗng và tô các chữ cái K theo nét đất nữa các bạn ạ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dở vở ra để thực hiện bài tập ngày hôm nay thôi. Tư thế ngồi viết bài, chúng ta phải ngồi thật là thẳng lưng này. Tay phải chúng ta sẽ cầm bút bằng ba đầu ngón tay. Tay trái chúng ta sẽ đi nhẹ lên quyển vở, sao cho quyển vở của chúng ta không bị quằn mép đấy các bạn ạ. Và chúng ta sẽ tô thật là nhẹ nhàng, thật là từ từ, sao cho bài của chúng ta được đẹp nhất nhá. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài tập ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye.